Em Thanh Hà xin chào các bác đam mê và yêu nhạc ở trên khắp cả nước ạ. Và hôm nay thì em cũng có về được một hai kiện hàng, và ngày mai thì chắc cũng được mua thêm hai kiện nữa. Đợt này thì hàng cũng bên kia thì nó cũng cao, thành ra là em về được ít hàng hơn. Với lại cái hàng bên kia thì nó cũng hỏng nhiều, em cũng không có muốn nhập về ồ ạt, rồi thì là không quản lý được chất lượng. Và hôm nay thì em cũng có một cái cặp có một cái con DAC này muốn giới thiệu đến các bác mà đam mê nhạc số, thì rất là hay, rất là tiện, mà giá thành thì cũng vừa phải thôi, cũng không phải là quá là cao. Đây là một cái con DAC của Lucman các bác ạ, có một tên mã sản phẩm là Lucman DA250 các bác nhé. Hàng về thì còn rất là đẹp ạ, đầy đủ cả thùng xốp. Đây như các bác đã nhìn thấy ạ. Đây là cái thùng zin của nó các bác nhá. Đây ạ. Thì có giấy tờ này. Giấy tờ khiến là dây nguồn ạ. Bên trong này thì là máy, sau đây thì em sẽ đặt ở đây xong rồi em nhấc máy ra để cùng các bác cùng xem. Bác sẽ có một dây nguồn ạ. Một cái dây nguồn zin của hãng các bác nhá. Đây ạ. Dây nguồn của Lucman rất là to. Bên Lucman này làm dây nguồn rất là to, không như của bên Acoplay thì dây rất là nhỏ. Và cái khiển của bên này ạ. Đây là cái sách hướng dẫn sử dụng Anzen Chiwi ạ. Và cái này thì cũng là cái sách hướng dẫn sử dụng thôi. Cái này là cái sách hướng dẫn chú ý khi mà các bác sử dụng. Nhìn chung thì cái này thì cũng không có khó, nên là thành ra là mọi người thì thường bỏ qua cái phần đọc qua cái phần hướng dẫn sử dụng, nhưng mà cá nhân em thì rất là thích đọc những cái phần hướng dẫn sử dụng thì có thể là hiểu sâu được thêm về cái nhiều cái chức năng hơn. Đây là cái bọc của nó ạ. Máy thì còn rất là đẹp các bác ạ. Cũng không có xước sắc hay là cấn cạnh gì. Hàng tuyển chọn cả rồi. Đấy. Xem đằng sau. Máy được sản xuất năm 2018 các bác nhá. Đây ạ, em quay gần hơn để các bác cùng xem ạ. Đây ạ. Máy được sản xuất năm 2018 này. Con máy này thì cái chất lượng giải mã lên đến DSD rồi, nên là các bác thoải mái mà chơi, chất lượng nó gần ngang với lại nhạc số ngang với lại nghe CD rồi, nên là các bác thoải mái mà chơi. Nhìn chung thì những cái con bác của Lucman ấy thì có chất âm khá là hay. Chất âm rất là hay. Đấy. Các bác quan tâm về sản phẩm thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại cũng như là qua fanpage em có để phần mô tả nhé. Và em cũng xin được dừng cái video này tại đây ạ. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video ạ.